Qua một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng nay hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nên cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2022. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 34 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh trong tình hình mới. Đặc biệt, hội nghị tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức để đề ra những giải pháp trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng với dịch COVID-19, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 khóa 20, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 207 tổ chức Đảng và 382 đảng viên, giám sát chuyên đề 281 đảng viên và 114 tổ chức Đảng. Đã kết luận 22 đảng viên và 2 tổ chức Đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh được tăng cường, tập trung hướng về cơ sở, huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, gia đình chính sách. Kinh tế có bước phục hồi và phát triển. Tổng sản phẩm GRDP ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng, tăng 6,34%. Thu ngân sách ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cấp mới 12 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 198,9 tỷ đồng. 2 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 71,573 triệu đô la Mỹ. Vàng hóa sầu đạt những kết quả tích cực. Công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, các ý kiến đóng góp, thảo luận của hội nghị là rất thẳng thắn, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ rất cao. Những nội dung này sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo nghiên cứu bổ sung vào các văn kiện hội nghị để chính thức ban hành và triển khai thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, nắm chắc các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo chỉ đạo bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương đã tập trung quyết liệt cho việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai nhiệm vụ, thể hiện rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nghị quyết của từng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các sở ngành tỉnh. Công tác vận động nhân dân tiếp tục được quan tâm đúng mức, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên, thể hiện rõ nét qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, đồng thuận cùng thực hiện các công trình, dự án. Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Tinh thần trách nhiệm, năng lực của một số cấp ủy chính quyền, cán bộ công chức có mặt còn hạn chế và thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cho nên cái việc này thì báo cáo với các đồng chí là trong bối cảnh điều kiện hiện nay cũng hết sức chia sẻ với tất cả các đồng chí. Nhưng có thể nói rằng chúng ta cũng phải quyết tâm để dần dần thay đổi cái này, để dần dần công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chúng ta ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. Sự tập trung trong thực hiện nhiệm vụ thì có lúc có nơi cũng chưa có sự đồng đều, sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, các ngành, các cấp, cho nên là trong cái cũng có lúc chưa tốt, cho nên hiệu quả chưa cao. Tôi thấy có một thực tế là chúng ta họp nhiều, chúng ta bàn nhiều, chúng ta bàn cái việc phối hợp nhiều. Đáng lẽ có phối hợp tốt thì công việc nó lại nhanh, nhưng mà tôi thấy phối hợp nhiều giữa các ngành thì nó đâm lại vướng hơn. Ngành nọ nhìn ngành kia, ngành nọ
đưa ngành kia, chỉ đạo ngành kia rồi triển khai ở ngành kia. Cho nên tôi thấy là đôi khi nó đi thành hình vòng tròn, không biết ai trước ai sau. Mà đáng lẽ là một nguyên tắc là chúng ta phối hợp thì đáng lẽ nó phải giải quyết nhanh hơn và nó tốt hơn. Thì cái này cũng mong các đồng chí lưu ý. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đây là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đầu đảng các cấp. Dự báo vẫn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức như tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác khó lường. Tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp còn hạn chế, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định. Nguồn lực đầu tư của tỉnh và công tác giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đặt ra cho đảng bộ và nhân dân của tỉnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy, các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên phải chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn, nỗ lực cao hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tôi và các đồng chí trong thường trực thường vụ vẫn đang cùng với các cơ quan nội chính tư pháp, vẫn đang đồng hành để giải quyết những vụ việc, những vấn đề của tỉnh trên tinh thần bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Tôi nghĩ cái đó không ai phủ nhận cả. Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một lần nữa sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, để cho các cấp các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Tôi cũng nghĩ rằng là mỗi đồng chí cũng nên tạo ra sự áp lực cho mình, bởi vì có cái áp lực thì chúng ta mới có động lực, bởi vì nếu không có áp lực thì chúng ta sẽ không có động lực trong quá trình phát triển. Chúng ta như sáng nay tôi phát biểu, chúng ta khó khăn của người đi sau nhưng cũng có thuận lợi của người đi sau. Chúng ta tiếp cận được những thành quả tri thức của người đi trước và có cơ hội để đón đầu những cái cơ hội mới. Cho nên là tuy nhiên thì tôi cũng vẫn thấy rằng là để mà làm được cái thành quả này, người ta nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tôi cùng các đồng chí trong thường trực thường vụ, cùng tập thể ban chấp hành đảng bộ sẽ cùng đồng hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2022, cần thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Đó là tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát dịch bệnh bền vững, bảo vệ tốt thành quả chống dịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, đổi mới cơ chế để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh. Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch, thực hiện các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đã nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giao thông, công nghiệp, tạo thành khâu đột phá. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn mặn và bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cả hệ thống chính trị cần phải phát huy tốt nhất vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.